xin lỗi với kênh YouTube của mình nha. Mình là Tiền Oi đây. Thì bữa nay mưa quá trời mưa luôn nè. Mưa từ sáng tới chiều, buổi chiều tới sáng mà cuối đất luôn các bạn, mà chưa tạnh mưa. Dịch mà còn mưa nữa chứ. Vô đây. Bữa nay nhà không có gì ăn trơn á, bọn mình định trụng mì ăn các bạn ơi. Tiếng lỗi ra nấu mì với cho con Tường Vi với con Nga nó la gì chóng vậy. Cái gì vậy? Trời ơi chơi em mà đừng hỏi lát hứng cái gì nó. Lát gì lát bỏi. Ủa? Điện thoại mới mày làm chết lát luôn rồi. Ủa mày đang chơi điện thoại của tao luôn không đỉ? Đập điện thoại tao. Chạy có điện thoại chị đi dục không đi, bán không đi gì đâu. Mà chơi lát sợ tao bắn cái chết queo luôn, tuột ganh luôn rồi. Tuột là sao? Cái máy tao mới mua em chết vì nó lắc. Lắc lắm luôn á, chơi có đồ gì đâu. Vừa mới chưa chặn tao mất cái đùng cái ngay sợ chết queo không té. Ủa lắc sao mày không hỏi tao? Cái máy tao đã tải sẵn gáp là tăng tốc game nè. Rồi không có cho bị lắc thì dọn gáp các kiểu xong hỏi là tao chỉ cho. Em lén chơi game mà em đi hỏi. Ủa, chị. Ủa, tao cũng tải game giờ tao chơi mà sao mày hỏi tao? Chị chỉ em đi. Có cái app Nox Security này nè, đó. Trời, nghe app hay chóng mặt. Vậy mới đẳng cấp, cái tên app tao vậy mới đẳng cấp, hiểu không? Nó mày vô trong app, có tăng tốc nè. Rồi khóa ứng dụng, dọn gác, hạ nhiệt CPU. Rồi chặn thông báo, các kiểu đem cho mày trong mày chơi game á. Không có thông báo Facebook hay là thông báo cái này kia đâu. Mày nhắn vô, cái mày ra lỡ tao bắn chết mày xong, hiểu không? Rồi tăng tốc game đàng hoàng luôn. Nó tăng tốc lên cho cái máy mày hết bị lắc. Đó. Thấy chạy không? Nó chạy 100% đó. Đã giải phóng 4 ứng dụng. Dưới đây nó để có gác, bấm dọn gác. Đó thì nó sẽ dọn gác. Có bao nhiêu gác thì nó sẽ dọn hết để cho cái máy mày nó nhẹ hơn, mày chơi game dễ hơn. Nó đóng gác luôn. Thấy nó dọn mau không? Dọn gác xong rồi đó. Máy luôn. Dọn gác đâu ra dữ. Bởi vì cái máy nãy giờ mày chơi mày chịu dọn gác một đống không lắc sao được. Xong rồi á mày ra đây. Có thể cái máy nóng quá, chơi game lâu nóng quá, vô hạ nhiệt CPU. Đó, hạ nhiệt xuống nè. Này cậu ơi, mới hạ nhiệt cái nó hết nóng thiệt không? Thấy hay chưa? Ủa mà cái app này đâu mà chỉ có hai vậy lần đầu tiên mới biết. Giờ mày ngu vừa thôi, app này trên CH Play này, mày bấm vô CH Play. Rồi mày tìm cái tên là Nox Security thì nó sẽ ra thôi. Nghe nói em nè, hồi em lấy máy em tải em nhớ đánh giá năm sao nha. Đánh giá cho ta tại vì ác hay của mình phải đánh giá hiểu không? Bây giờ đi chuẩn mì. Chuẩn mì cho thanh niên. Đi ra ngoài ăn chứ đi, hồi vô chơi táo mày chờ solo rồi mày. Bữa nay hai vợ chồng nấu mì ăn nha các bạn ơi. Ai chồng có mực á, nấu mực để vô không? Thôi khỏi mực luôn đi mày. Ủa rồi 4-5 đứa ăn nấu không có mì. Ủa alo. Ủa alo alo. Ashimoto yeah. Ủa, không ai ăn mì đó không? Bình thường cũng ăn có gói sắp bắp cải vô. Hôm nay thấy gói ăn cái cần nhần. Ừ mô làm tính. Đi má. Sắp bắp cải vô mày. Kêu vợ mày đi sắp đi. Chồng vợ lòng lòng tát biển đông cũng cạn. Đúng rồi. Cái gì đó? Lấy ra để vô đi. Rồi để cải gì vô luôn nha. Giờ này á gò luôn rồi. Miếng ăn là miếng tồi tàn gớt một cái bể mày. Còn có miếng mì cuối cùng luôn á. Trời. Hai vợ chồng nhà này làm ăn gì kỳ cục. Được rồi. Oh no. Nghèo khó lắm. Không phải nào để trên đổ được. Trời mưa quá trời luôn các bạn ơi, nãy cúp điện nữa chứ. Bọn mình nó không quay được gì hết trơn, chỉ quay là cái clip ăn mì cho các bạn xem thôi. Cúp điện. Chắc hồi nãy em ngủ, em không biết. Không biết kem nó có bị bệnh. Ê, cái xúc xích này lạ quá, tự nhiên có cái miếng bọc nè, để em xúc xích ngoài trời á, nó để nặng coi. Đi ốm rồi nội. Tự nhiên có cái bọc mà không? Nhìn mặn ngăn dâm đảng. Ít chứ, ai xúc xích mà. Mạnh bảo quá. Rồi sắp bắp cải nhanh nhanh đi. Đang ra ăn uống này kia nữa. Sáng giờ có ăn gì đâu. Đi nhanh dừa đi. Mưa mà cuối đất rồi. Ơi tao muốn leo đó tao bẻ cái dừa. Bẻ cái trái đi cháu sao. Nhìn mà thấy thèm. Hai chồng giỏi dữ vậy trời. Lòng lòng tắt nạn bị sao. Giỏi quá ta. Thấy em thôi vậy thôi là cái giỏi lắm.
nào cưới nha. Nghe không? Nghe nói em sắp sửa cưới tiếng lũi luôn nha. Vi vô đó mì chung nè Vi. Vi vô đó mì chung. Vi. Cái này mà chói mắt luôn á. Tối hôi không mặc đèn sao sáng. Hello cả nhà yêu. Cái gì hả? Lén gì hả? Tự nhiên vô là cái gì? Tự nhiên cái gì đảo ra trời. Ủa nó ăn là nấu gì đó hả? Nấu nấu vực, vực mồng. Mới lớn có con à. Ăn thử thôi bà nội đó, ăn thấy gớm chết. Ta ăn chính chưa? Sợ tao phải lấy tay hớn. Mời mọi người nha. Ăn dụng trên bếp luôn. Cái này con biển gì? Vừa ăn rồi. Ủa rồi vừa chín chưa? Đúng rồi. Rồi là dân chén đi đứng đây ăn mà hồi chắc hết luôn quá. Dòng à. Rồi đứa nào làm cái nước đi. Nội bưng đàng hoàng nha. Ụp cái đi à nha. Nước đâu? Có lấy nước hay chưa? Ngăn vô chổng làm cái nước đi ngăn. Vi Lan nè Vi. Vi ơi. Lại ăn đi. Lan với tao nè. Không lỡ mà đừng trách tao sao độc ác nha. Đi Lan nè. Đi. Tao nói nhiều nha. 1 2 tao đếm tới 3 là không còn gì nữa. 3 có hết tên nè Ngân ơi. Lại nhanh lên, tao không nói nhiều. Lên nào. Đáng ba rồi. Nhanh đi. Hình như cái này bệnh hết. Ừ, nó bị bệnh. Rồi đi nhanh trời. Trời. Đi, thật ép mày giờ. Đi. Ráng hồi ăn chứ đi. Chứ đi họ ngăn ra sao. Thấy tôi ngon lắm. Anh xuống đây. Anh đi xuống đây. Tự nhiên ngồi che mắt tất cả mọi người vậy. Họ che đây đâu hả? Rồi. Anh chú điện thoại gì ngăn ra anh sao. Nó quá. Nó là một cái nấu. Trời ơi. Mời mọi người ăn chung với bọn mình nha. Ở nhà tôi dịch mời có người gói thôi vô nè. Vô. Không vào. Vô. Mình lần đầu tiên ăn loại mì này luôn các bạn. Mì này ăn dạ. Nghĩ sâu xa quá. Em làm ướt trách nhiệm em à.
Làm quá sao? Trời. 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 Nói gì trời? Nói gì? Thấy chưa? Ở làm vợ lên giờ có đúng không? Nó làm gì có gì? Thì mày ra đây đi, mày khỏi nói nữa. Mỗi người nhịn nhau tiếng trời. Tốt lắm. Trời ăn đi trời, chuyện mất nhỏ thiếu rồi mà không xé ra to vậy ơi. Ai? Chị mang đi. Nè, gắp cho mày nè. Nè, ăn đi. Giờ hỏi nàng không? Trời, nhỏ này bóp tiếng không được như chị. Nó qua nó lỡ hoài vậy. Nãy giờ có nói gì chưa? Trời bớt tí đi nên mà nói qua nó lợi gì được cái gì? Dặn bữa lên nó trong năm cơm dùm mâm nó chén nữa được nha. Nè. Em nói vậy em không có nói gì mà nói hoài kìa. Chị biết rồi nè, ăn đi. Nói này có gì ăn bà nội thì bà nói hoài luôn á quê. Em nhận đi, nó còn nhỏ mà. Nhận thối này lộ hoài. Ăn đi trời. Mấy con chị trời nhìn em nhớ nhìn cái gì không cho nhận cái gì mà anh thử cái gì kia thôi mà nó không biết mặt luôn có thế tao nhớ nó có cục thịt miệng như dai quá chắc quá hả không chắc quá đó. Trời. Trời. Trời, gian mấy đứa này làm cái chuyện em không muốn đụng tới rồi mà cứ kiếm chuyện hoài à. Hồi bữa dịch là khó khăn quá bạn, tới nhà một mình ăn được không đó. Qua dịch xong rồi hai đứa tưởng mì gói không? Cái trên chén. Ít chứ em ngày nào có mì gói ăn cơm luôn á. Nhưng là ăn thì ảo não mình không ngán nữa. Ăn hoài muốn là về nữa. Ai vậy hả? Ăn luôn. Thôi. Lâu lắm. Mình đi. Hay là gì ghét biết cái nào gì vậy? Em cũng muốn nói tới rồi, cứ nói chuyện hoài. Có tối nữa đi em à? Cái đánh bài tao đi. Bốn mình đánh bài. Chưa à? Ừ. 10, 20.
Không có tiền mấy bạn quỳ má. Mấy bạn quỳ là vui rồi. Giờ làm xung lắm mười hai mươi nha, mười hai mươi nha. Thôi bốn mình muốn bài nào. Sao nè. Mất công. Mất công gì nữa. Chơi gì vui. Cái gì vậy? Không gì má, chơi đi. Sao hả? Người ta nói này thế nào, ai dám sợ. Ủa nhột cái gì trời, nhột sao không nhột. Đây có bốn người, mất công ai. Trời mai mình đánh bài. Giờ chỉ có hai người. Đi chị em đi chị. Ờ đi chơi game đi chị. Ờ đi chơi game cho tối đi. Đi chị em đi nữa. Sao không dọn? Ủa còn kìa. Này múc của mình giỏi tao, cái này rửa chén luôn nha. Ba lấy trái cây ăn ơi. Bình thường nó cũng rửa mà. Thì chọc nó vậy mà. Nổi đi theo nó, người ta quậy trời. Ủa rồi nó rửa chén gì vậy? Cái đó còn ăn được không? Ngồi ăn không để lại bưng đi, cũng nói, không dọn cũng nói. Làm sao mới vừa lòng? Ăn luôn đi. Lúc ý gì hơn cũng vừa lòng. Trời trời, mỗi người nhịn nhau tí trời. Trời sợ mấy đứa này thiệt luôn, nó làm gì cãi lộn hoài vậy? Người ta nó muốn nói tới thì đừng có kiếp chuyện. Nói gì ai dám đụng hả? Không cần đụng mà. Chị trong nhà mà. Chị lớn trong nhà mà ai dám đụng. Lúc ý cái không vừa lòng nè. Vậy đó, giờ đâu dám nói đâu, giờ nói chửi quá. Vô tiếng ơi. Cái bà nội đi. Gì đáng vậy? Sợ quá. Một ngày hạt là đáng sợ, tồi tệ. Đi chơi game. Đi vô phòng chơi game, bỏ ra nó ngoài. Rồi nó đâm, nó bèn nhỏ ngoài sao? Đái, một bóng đèn đi đái. Bà nội nỉ nghe. Nó bèn nhỏ sao? Cái nó cho nó bèn đi. Đi. Bèn không? Mày bèn không? Ui dạ. Bé chị. Bà nội đi đái thì bà nội vô duyên. Canh em đi đái đi. Ủa mày vô duyên chứ hả? Vô chống canh với vợ mày đái kìa. Canh ngoài cửa. Đi đi. Đâu bóng đèn đứt.